Bà đây là mấy mẹ quá. Để hai đứa mẹ cãi và mỹ tàu. Sao? Chờ ba lộn với mẹ. Thế ba gây lộn với mẹ hả? Giờ sao nữa? Hình như mẹ nhức đầu. Hình như nhức đầu. Tôi sợ. Thương mẹ. Thương mẹ lắm hả? Thương mẹ rồi. Đâu có gây lộn đâu. Mẹ gây lộn rồi nào? Chị có giúp mẹ nó ơi lớn quá. Giúp bà nói lớn với mẹ quá. Thì mẹ với ba hay nói chuyện lớn lớn mà. Mấy con trưởng là ba mẹ lên lộn sao? Trưởng mẹ. Thương lắm hả? Ôm nhau hả? Ôm nhau làm gì? Hôm bữa con nhỏ ăn ba chia lại một con mỡ. Làm gì? Hứa con nhỏ ăn ba chia lại một con mỡ sợ sao hả? Ba đâu có bệnh đâu. Bữa ba bị ác xì thôi. Ba, cái chị ba trưởng bần hả? Ba trưởng ba bị bần hả? Ba trưởng trường vậy cơ hả? Rồi bây giờ có đi chưa? 7 giờ là đi.